Hello, chào các bạn đã trở lại kênh YouTube của mình. Mình là Kobe TV. Hôm nay team mình sẽ làm một cái trải nghiệm ra đồng mà bắt cua đấy vậy các bạn. Nếu mà có cua thì mình team mình sẽ làm mấy cái món cua rang muối ớt. Đây, hôm nay được 4 người. Bốn nhóc là Vũ, Go, Công. Ba Này đứa, bốn đứa đâu? Tao đứa hai em thôi. mình chỉ có ba nhóc mà, nhưng mình đã là bốn. Rồi trải nghiệm mình sẽ bắt đầu. Đi, let's Go. go. Mình sẽ ra ruộng các bạn. Cái này mình nước nó rút á, cua rất là nhiều luôn nè. Cua này cua đấy, bằng cua. Bỏ dép đây nè, để dép đây Ôi, quá trời cua khổng lồ luôn. Nè nè, được con nè. Con đầu tiên mà cua em bé tí hon. Đây, con thứ hai. Hàng cái này có hàng thuộc là dính đó. Kè kè, cái băng, cái băng kìa. Con đừng đi cái clip băng đó, kè kè. Đi đi ra ngoài đừng đi du clip. Có đúng không? Không có ngoài trong hàng nha em. Đúng 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 không? Đúng. Nó nằm, nó nằm sát gì nè. Chạy ra, chạy ra, chạy ra, chạy ra. Dạ. Dạ. Con ốc này có gì chạy? Này con ốc này trong 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 hậu có cái nào? Ăn được không chạy? Không ăn được đâu. Ốc ăn được. Ốc này ốc vậy á. Nhìn vừa không? Kiếm cái kè. Đây đừng còn mà. Cua này cua cua giang gì nữa, nó màu đỏ như cua giang phải không? Rồi tiếp tục cầm cái cầm vũ vũ cái vừa cầm xô mê ba nó bắt đây chỗ nó xíu rồi. Rồi vừa cầm xô vừa cầm mấy con đi. Quay là nó quay cảnh. Dạ mà. Cô đi vô đi. Cô bự rồi. Này nghi ngờ một con cua bự nha các bạn. Đúng không? Tụi nó sâu dữ trời. Không tới hả? Sâu nó sâu rồi lúc cây luôn nè. Thôi vậy thôi bỏ đi. Thằng cua bít nha các bạn, bít đụng ha. Hết biết cua, bắt thằng cua ra đời nè. Trời ơi, cái hang kìa. Kìa nó nè. Nó kìa nó nè. Ừ, nó chui thôi. Tụi bữa ơi. Tụi tay tới không? Ừ, xuống tao không tới. Vô kìa kìa. Vô, nãy giờ mày chơi chủ tay, tụi mày chủ tay. Tụi nào đi. Tay nào dài dài á. Ừ, đây nè nè. Công hả? Công nè, tụi dài nè. Gầm luôn. Cua nó nhỏ xíu hả? Vừa vừa. Hang vừa bá, mà sang áo lên, sang áo. Sao đây? Lá chim. Thịt bọt kìa. Không tới hả? Ừ, tới không? Vô vô. Tao đâu được đâu. Đó, tao ơi, tao. Nào, không tấn làm gì dữ dằn. Bên đây có cái hang hả? Đây tao không giữ. Con cua nó nhỏ lắm, có con cua nè. Nó mới thụt vô nước xịt xịt ra đó. Hang nó xíu. Ra từ đó, học cua đem cái móc cả cả mấy hang đó đó. Đúng rồi, cua bự tao phải có móc. Tem đi bóc giữa đường gặp cái vườn ổi các bạn, nên em bẻ người bên trái ngồi ăn vừa ăn ổi vừa nghỉ mệt gấp đi bóc tiếp nha các bạn. Đó bà. Ăn hòn cứu vườn hỏi, có phải ăn cốc ổi là ngon hả? Đó, đó bà. Nghĩ mệt cấp rồi mình đi bắt nếu mà có cua nhiều nhiều các em sẽ làm cái món cua rang muối ớt.
Mình với mấy nhóc đi bắt nãy giờ là hơn 2 tiếng hồn nha các bạn. Giờ về xem thành quả. Các bạn hãy cùng theo mình vô xem thành quả được bao nhiêu nha các bạn. Ok luôn. Các bạn ơi. Khá là nặng luôn. Mấy con bắt thú thiệt luôn. Đây tìm cái mình nãy giờ là hơn 2 giờ đồng hồ để bắt được nhiêu các bạn. Cua đây cua không có cua bự mà, nó nhỏ vậy không à. Con cá lóc. Cá lóc chưa nha các bạn. Càng rụng quá trời luôn mày ơi. Bắt con hồi cái nó rụng. Rửa nó sạch đi. Ôi, cá lóc nhảy. Ồ, nhảy. Trời ơi trời. Rớt kìa, rớt mày coi. Còn cao. Nãy tôi cũng thấy, cũng nhớ. Các em mình hơn 2 giờ đồng hồ bắt được nhiêu các bạn? Rồi mình sẽ tiến hành rửa sạch. Rửa sạch rồi xong sẽ làm cái món cua gan muối ớt cho các bạn xem nha. Rồi bắt đầu. Let's go. Ê ra ra cho làm hồi có màu mè vô mày viết mày nhắc vô cần. Tiến hành để cua vô các bạn. Luộc sơ một nước đi. Trong thời gian chờ cua chín mình sẽ đâm muối nha các bạn. Muối ớt. Trên cao là nó nướng. Khi nào đâm? Dầm cho nó bể ra trước đi rồi nào mình mới là nó rõ. Đó. Gãy luôn rồi các bạn ơi. Gãy luôn qua cháo rồi. Rau sắc mà. Chiều nay vậy chắc no đòn với vợ. Đâu đũa điện thoại. Mình cháy cua luôn các bạn. Quá đâu, quá đâu. Đây. Thấy luôn hết rồi cái gì? Mày chưa lại miếng mà chấm. Vậy chấm nước làm đi. Thôi đi. Không dữ ba. Chấm hơn. Đó, được rồi, được rồi. Quá hấp dẫn. Thôi. Cua gan muối ớt mời cả nhà dùng với tem mình nha. Đây lần đầu tiên luôn các bạn, tem mình làm cái món cua gan muối ớt. Mời bay các bạn. Giòn gọn luôn. Mời bạn nha.
toàn dân của áo cam mà. Ăn mặn ngon muối cay. Cũng đây mình làm gì là cũng lần đầu tiên làm gì cũng tạm được nha các bạn. Cái gì cũng lần đầu tiên nha các bạn. Có lần đầu tiên có lần nha. Rồi đụm luôn. Rồi như cơm. Gạch nè. Nha. Muối gì vừa thôi. Mình rang muối rồi mình chấm muối nữa mặn lắm. Này rang để muối với ớt là nó vừa ăn luôn, khỏi không không cần chấm. Mình chua miếng nữa được. Nếu các bạn thấy video của mình hay ý nghĩa hãy cho tem mình một like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nha các bạn. Áp chân đây. Mình ngồi luôn á. Mặn lắm mặn. Đừng hút nước. Đồ trải nghiệm này rất là thú vị ha. Từ đây mình ra đồng bắt. Mùa bắt là gì anh làm mình ăn ngon. Cái bữa. Mời cái nhà nghe. Thiếu miếng chanh không? Không. Chanh nước coi. Nội xin vô các bạn có cái đường nhóm á. Trấu dài lắm. Có lý hơn nữa. Nói qua luôn á. Càng khủng nhất hành tinh à. Thằng này như đang nghe trên thiên đàng có khói. Hút mãi cài quá. Tưởng tượng như đang ở trên mây vậy mà. Rất thú vị luôn. Ok ơi. Cua mình rang muối muối ớt mình lựa cua nhỏ vậy nè các bạn. Nhỏ vậy nè, nó mềm mình ăn nguyên càng nguyên luôn, còn cua bự ăn cứng ăn ngon. Cua này là tuyệt vời luôn. Cua hút gạch không biết ăn. Vậy cái video mình đến đây xin kết thúc nha các bạn. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh mình để ủng hộ cho tem mình nha. Bye bye bye.